Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay sẽ lại có một cô thôn nữ này ngồi gần quả bưởi thế này nhỉ? Hello, xin chào các bạn. Quả này là quả gì vậy cô thôn nữ ơi? Đây là quả bưởi đỏ nha mọi người. Quả bưởi đỏ à? Đây là bưởi đỏ tiến vua phải không nhỉ? Đúng rồi, đây là bưởi đỏ tiến vua. Đẹp thế nhỉ? Hồng hào. Đây là bưởi đỏ tiến vua nhà cô Phương nhá mọi người. À, nhà cô Phương à? Nhà cô Phương bưởi đỏ phải không bạn? Đúng rồi, nhà cô Phương bưởi đỏ. À. Quả rất đẹp nhá. Ở đây có quả rất là đẹp luôn, cực đỏ. Ui rồi đẹp thế nhỉ? Ui rồi đẹp dã man nhỉ? Đỏ nhỉ, đẹp nhỉ? Đẹp chứ. Đi ra đây. Rồi, cái quả là đẹp nữa nhỉ? Đây, mọi người ơi, cây đấy rất là sai nhá. Quả. Trời ơi, quả này đẹp. To đẹp đỏ, từ giờ đến teo đỏ, còn đỏ đều luôn mọi người ạ. À. Đẹp. Đây. Đây. Như quả này đã đỏ lắm rồi nha mọi người. Vườn nhà cô Phương bây giờ đang rất là nhiều quả chín đỏ đấy mọi người. Đây. Đâu rồi đằng kia giờ. Đằng kia nhá mọi người, rất là nhiều luôn. Đấy, đi ra ngoài này. Đây ra đây nhá. Lại đi vòng tròn này. Mọi người. Đây có một quả to lắm mọi người ạ. Nó cũng không mình cười thôi. Úi giời ơi, chị ơi, chồng nó vào. Xin lỗi mọi người nhá. Hôm nay em hơi bụng. Đây, quả này, trời ơi, cực kỳ đỏ, cực kỳ đẹp. Đấy, cho mọi người chiêm ngưỡng nhá. Nhìn vào đây biết luôn vườn nhà cô Phương như thế nào. Đây, quả này đẹp lắm mọi người ạ. Nếu bác nào mà có nhu cầu về bưởi đỏ hoặc là cành chiết thì mọi người liên hệ với cô Phương.